Rồi bây giờ mình quay trong ngoài, đây là trong trong ra trong trong cái đường này ra. Đấy, cái nhà mình là có cái trụ anten đấy ha. Trụ anten này của nhà mình luôn đấy, mình đầu tư ấy. Cái đấy mà sau này mình không làm thì mình vẫn có cái trụ anten đó nhé. Đấy. Đây là mình quay chậm đấy, cái khu vực nhà mình này ha. Đấy, khu vực nhà mình thì đấy, sơn sửa, sơn trang điểm này rất là đẹp này, không? Bàn tôn lành này, tôn xịn này, đấy, mình zoom này. Đấy, tôn này là tôn chống gì nhá. Đấy, mình bao hết rồi, mình mới làm lại xong. Đấy, đây là mình quay lại, nó gần cái khu công nghiệp Bao Xéo á, sát đấy ha. Đấy, gần cái bệnh viện Sinh Mắt này. Đấy, đấy. Ở đây là ở trong này, ở trong đất, trong đất thì có hai cái dãy nhà này mình xây nhé, hai dãy nhà cấp 4 mình xây. Có đấy là mình quay ở trong đất ra này, ra đường quốc lộ 1A nó rơi ra tầm 250m. Đấy, này đường nhiều này, đấy, nhà san sát, nhà xây nhà to rộng này ha, đây là toàn nhà dẫn đấy. Trước mà mình là quốc lộ 1A này, đấy, từ đó ra khoảng từ đất ra khoảng 250m nha. Đấy. Đấy. Nhà có hết rồi. Nhà dân ở này. Đấy. Quốc lộ 1A này. Đấy. Đấy. Thì mình sẽ có đất 12x20. Đấy, có hai dãy nhà, có một cái trụ anten, nói chung là tường rào gì mình làm hết nha. Đấy. Tất cả cái tài sản trên đất thì mình làm hết. Đấy. Mình đầu tư hết 500 triệu đấy. Đấy. Bây giờ mua lại thì có cả nhà, cả đất, cả chủ quán tem của mình hết nha. Nhà màng họ chỉ thuê cơ sở vật chất, họ chỉ có để mấy cái máy của họ vào thôi, họ không có gì hết đấy. Như vậy mình có đất rồi, có tài sản luôn nha. Đấy. Một tháng thu nhập là 14 triệu ha.